Chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh YouTube Máy Hàng Cô Bé của em Hường ngày hôm nay nha. Thì hôm nay là ngày đầu tuần, thì lời đầu tiên thì em cũng xin chúc cả nhà YouTube của mình một ngày mới thật là nhiều niềm vui nè, nhiều sức khỏe và luôn may mắn trong cuộc sống nha cả nhà nha. Thì hôm nay em lên cái clip này là em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một cái vấn đề, là ví dụ như là mình cái cách mà mình để mình hàng cái sắt hộp mỏng là không lủng nè, rồi cho đối với là thợ mới vào nghề hoặc là giống như em không biết hàng, hoặc là những bác mà cao tuổi á, mình chưa có bao giờ mình hàng qua, thì mình hàng làm thế nào để mình có thể hàng được một cách dễ dàng và thuận tiện nhất. Thì hôm nay cả nhà mình đừng quên, đừng bỏ qua cái clip này nha, cùng em trải nghiệm hết cái video. Thì để mà hàng cái dòng hộp sắt hộp này nó rất là dễ, thì em sẽ sử dụng một siêu phẩm máy hàng Mitch Fuji của Nhật nha cả nhà. Đây là dòng máy đời mới nhất hiện nay. Model của máy sẽ là Mitch 252 Pro nha. Và em sẽ khui cái hộp này xem thử trong này có những cái gì, và sau đó em sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình cách lắp vào cái cuộn hàng vào máy, và sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình cách mình hàng như thế nào cho dễ dàng nhất nha. Cả nhà mình đừng quên đăng ký kênh nè, cho em xin một lượt like, chia sẻ để em có những cái động lực em sẽ ra những video tiếp theo nha cả nhà. Em cảm ơn ạ. Rồi, bây giờ em sẽ khui cái hộp máy này nha cả nhà nha. Cái bút. Rồi. Dòng Mitch Fuji sẽ có xuất xứ từ Nhật, cho nên cả nhà mình sử dụng máy thì cực kỳ là yên tâm nha. Trong đây sẽ có đầy đủ dụng cụ bảo hộ cho cả nhà mình luôn nè. Đầu tiên là một cái đôi bao tay da bò nha. Rồi, tiếp theo là một cái kính điện tử của hãng Kobe. Kính điện tử này bảo vệ mắt cho cả nhà mình cực kỳ là ok nha cả nhà nha. Sẽ tự động điều chỉnh ánh sáng tối lại cả mình hàng rất là dễ dàng. Và đây ở trong này nó sẽ có cái chụp khí này cả nhà, với lại năm cái đầu vết nha. Năm cái đầu vết cho cả nhà nha. Rồi, cây gốc nam châm. Cây gốc nam châm cũng rất là tiện lợi để cả nhà mình cố định sắt ha. Rồi, một hộp sáp hàng nha. Hộp sáp này là sẽ có công dụng là làm mát khi mà cả nhà mình hàng ở chế độ nhiều nha, khi mà mình hàng nhiều á. Rồi, một cái búa gõ sỉ nha cả nhà. Mo hàng cầm tay nha. Rồi trong này là có cả sợi dây kìm hàng kẹp mắt cho cả nhà, kẹp mắt to nha. Sợi dây kìm hàng này sẽ được là 3 mét, còn kẹp mắt là sẽ là 1,5 mét nha. Để cho cả bộ này thì cả nhà mình sẽ sử dụng ở chế độ hàng que nha cả nhà. Rồi tiếp theo là một sợi dây súng mít. Sợi dây súng mít này dài tới 2,7 mét luôn nha, có lò xo gập rất là chắc chắn nha cả nhà, không có sợ gãy đâu ha. Rồi và tiếp theo máy nè, trong đây á, máy á sẽ ốp được ốp hai bên này cả nhà bằng xốp, cho nên là khi mà đi di chuyển đến tay cả nhà mình thì cả nhà mình yên tâm không sợ va đập hay đứt vỡ gì hết nha. Em vận chuyển đi xa cũng không sao ha. Đây và máy nè. Wow, thiết kế thì rất là gọn nhưng mà có những cái công suất cực kỳ là khỏe nha cả nhà. Rồi đây là nhân vật chính của mình ha hôm nay. Đây, siêu phẩm Mitch 252 Pro của hãng Fuji nha cả nhà nha. Dòng này là xuất xứ từ Nhật cho nên cả nhà mình yên tâm về sử dụng nha cả nhà. Đây là mặt bên hông của máy, cả nhà mình ghi chú giúp em nha. Trên này nó sẽ có dòng chữ DC Inverter Welder, là dòng này sẽ là rất là tiết kiệm điện cho cả nhà mình sử dụng ha. High quality là rất là chất lượng nha. Fuji nha cả nhà, thương hiệu là Fuji, đạt chuẩn chất lượng cũng thể hiện trên này luôn nha cả nhà nha. Model là Mitch 252 Pro. Và cái dòng này là Technology Foam da băng, là xuất xứ khẳng định là của Nhật nha cả nhà. Đây là mặt trước của máy nè. Đây là mặt trước của máy nha. Đồng hồ hiển thị ha. Model là Mitch 252 Pro. Đèn báo quá tải và đèn báo nguồn nha.
Đây là cái nút điều chỉnh ampe và tốc độ dây sẽ tinh chỉnh trong một nút, cho nên là rất là dễ điều chỉnh cho những cho cả nhà mình là chưa biết hàng hoặc chưa có bao giờ cầm sử dụng qua cái máy hàng nào hết nha. Và cái công tắc này chuyển đổi nè, bật lên hàng mic và bật xuống là chế độ hàng que nha cả nhà. Rồi. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cách lắp cái cuộn hàng và máy mic này nha cả nhà nha. Đầu tiên á thì cả nhà mình tháo giùm em những cái này ra nè. Rồi, gạt cái cầm màu đen này xuống giúp em nha. Nhấc cái miếng màu đen kế bên lên. Dây là cái sợi dây này sẽ nằm dưới nha cả nhà. Và sau đó cả nhà mình sẽ cố định dây vào trục. Và bắt đầu mình sẽ luồn dây nha. Từ cái khe ở bên ngoài này nè, cả nhà mình luồn qua cái rãnh nha, qua cái con lăn này ha. Sau đó mình luồn vào cái rãnh bên trong. Đó, sau đó mình đẩy dây nha cả nhà. Đẩy dây ra ngoài tầm khoảng 4cm ha. Rồi sau đó mình sẽ gạt cái cần này xuống nè, nhấc cái miếng màu đen này lên để mình cố định dây nha. Sau đó cả nhà mình xiết cái này xuống giúp em ha. Rồi, rồi mình sẽ lắp vào những cái vật mình vừa lấy ra vào vị trí ban đầu nha cả nhà. Đầu tiên là miếng ốp nè. Rồi, lò xo nha, lông đèn ha. Và cuối cùng là cái khớp nối này nè cả nhà, mình xiết lại giùm em ha. Không siết chặt quá nha cả nhà, vừa vừa thôi ha. Rồi, rồi và bây giờ em sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình cách cho dây ra ngoài đầu súng nha. Rồi mình cắm điện vào ha. Đây, đây là dây súng mít nha cả nhà mà, nha cả nhà. Dây súng mít nè. Dây súng mít thì cái này nó sẽ có cái lỗ nha cả nhà. Cả nhà mình luồn ha, luồn cái sợi dây qua cái lỗ đó nha. Cho nó vô khớp nha cả nhà, sau đó mình xiết cái này lại ha. Rồi, còn cái khớp, còn cái dây điều khiển này rảnh nằm dưới nha cả nhà. Cả nhà mình gắn vào bên này cho em ha, xiết lại luôn nha. Rồi, bật công tắc này lên nha cả nhà, tăng ampe lên hết cỡ luôn nha. Rồi sau đó mình bật công tắc ở phía sau, công tắc nguồn nằm phía sau nha. Rồi bây giờ mình sẽ kéo thẳng cái sợi dây súng mít ra. Sau đó cả nhà mình bóp giữ cái công tắc súng mít này cho em nha. Thì khi đó cuộn hàng nó sẽ quay ra ngoài đầu bếp này luôn nha cả nhà. Cuộn hàng nó sẽ đang quay ha. Rồi bây giờ cả nhà mình trường hợp bằng nghẹt bếp á, cả nhà mình tháo giùm em nè cái chụp này nè. Rút mạnh là nó ra nha. Rồi cái bếp này thì mình cũng tháo nó ra ha. Rồi, dây ra ngoài đầu bếp mình sẽ luồn cái bếp lại nha cả nhà. Luồn lại ha. Rồi, sau đó cái chụp này cả nhà mình cầm như thế này và đẩy mạnh vào, không cần xoay gì hết nha. Rồi, đó là cái cách mà em hướng dẫn cả nhà mình lắp cái cuộn hàng nha. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ gắn thiệp mát nha cả nhà. Đây là cái sợi dây kẹp mát nha. Gắn kẹp mắt vào cái cọc còn lại ha. Đây. Rồi, mình sẽ kẹp mắt vào cái vật liệu hàng nha. Rồi và bây giờ em sẽ hàng trên hai miếng sắt hộp nha cả nhà. Mít Fuji thì cực kỳ là dễ hàng nha. Và khi đó thì cả nhà mình sẽ chỉnh ampe xuống tầm khoảng 23 hoặc là 30 gì đó thì tùy theo cả nhà mình ha. Rồi. Em sẽ hàng ghép đôi nha. Mình đính lại trước ha. Mình hàng kéo cực kỳ là dễ nha cả nhà nha. Siêu phẩm mít
252 Bà Rồ của Fuji. Thì thực tế là dòng này cả nhà mình hàng là thực tế là không cần một tay nghề gì hết nha cả nhà. Cho dù cả nhà mình hàng lần đầu hay thứ hai gì đó thì không cần phải có tay nghề gì hết trơn hết nha. Rất là dễ hàng, em Hường không biết hàng có thể hàng được. Những cái này chỉ còn lớp bụi thôi nha cả nhà. Em hàng trên một đường dài ha. Và giờ mình sẽ gõ ha, mối hàng nó sẽ rất là sáng ha. Cực kỳ là sáng nha cả nhà nha. Wow, mối hàng rất là sáng và rất là đẹp nha cả nhà. Thực tế là không có sỉ hàng gì hết, chỉ có một lớp bụi thôi ha. Cực kỳ là dễ hàng, cho dù cả nhà mình không có phải là thợ hàng hay là không biết hàng gì đó thì chỉ cần sử dụng cái siêu phẩm mít 252 Bà Rồ này của Fuji, hàng của Nhật, thì cả nhà mình không cần phải là lo lắng là mình chưa bao giờ hàng qua hay là mình chưa bao giờ cầm súng mít hàng hay là que hàng gì đó, thì không cần sợ nha cả nhà. Rất là dễ hàng và tự tin thoải mái để mình hàng lên những cái sản phẩm mà mình ưa thích nha. Hoặc là trong vật dụng trong nhà mà có hư thì cả nhà mình tự tay hàng thoải mái, cho dù mỏng dày đều hàng ok nha. Thì em cũng xin điểm lại cái dòng này là mít 252 Pro của Fuji và những phụ kiện tặng kèm theo cho cả nhà mình rất là nhiều nha. Bao gồm nè, cuộn hàng. Cuộn hàng nha, một cái đôi bao tay hàng, một cái kê góc nam châm, kính điện tử nè, hai chụp khí, 5 bếp, sáp hàng, kìm hàng, kẹp má to hàng, búa gõ sỉ là đầy đủ nha cả nhà. Xuống mít máy rất là nhiều phụ kiện nha. Trọn bộ thì bên em Hường đang giảm chỉ còn 3,1 triệu nha cả nhà, bảo hành chính hãng lên đến 2 năm. Và có một điều là bên em là đóng gói rất là cẩn thận, giao hàng toàn quốc, giao hàng là miễn phí nha, không có tốn thêm bất kỳ chi phí nào. Và cả nhà mình cũng không cần cọc gì cho em Hường hết nha, uy tín thì nó ok hơn ha. Thì trọn bộ là 3,1 triệu giao tới nơi nha cả nhà nha, bảo hành 2 năm miễn phí giao hàng. Và cả nhà mình đừng quên là đăng ký kênh nè, cho em xin một lượt like, chia sẻ, ủng hộ em để em có động lực ra video tiếp theo nha cả nhà. Và cái chỉ cần sử dụng siêu phẩm mít này thì cả nhà mình không cần lo lắng ha, rất là tự tin. Thì em cũng xin kết thúc cái video này tại đây. Thì lời cuối cùng em cũng xin chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe nha, nhiều niềm vui, nhiều may mắn và có thể đạt được nhiều thành tựu mình mong muốn nha. Rồi em xin cảm ơn và xin chào cả nhà. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho em nha.
là hai miếng sắc hộp nha cả nhà, và em sẽ hàng kéo dài trên hai miếng sắc hộp này nha. Và ambe thì cả nhà mình nếu mà sắc cỡ này mình chỉnh xuống tầm khoảng 20 đến 30 thì tùy theo tùy theo cả nhà mình nha. Rồi. Cả nhà mình để cái súng mít như thế này ha, rồi sau đó mình sẽ đính trước nha. Rồi, và bây giờ mình sẽ bắt đầu hàn nha.